Xin chào bạn, AK Shop gửi bạn video dòng xe AB đời 2017, 2018, 2019. AB đời đèn LED bạn, đời khoảng 15, 14 hoặc là đầu 16 là đời hai gương cầu. Ở video hôm nay mình sẽ giới thiệu bộ sản phẩm phim màu, đồng hồ và LED kim đèn như các bạn đã thấy trên video. Đây là xử lý phim màu bên trong đồng hồ và LED kim đèn và xử lý luôn phim màu luôn cả phần báo xăng. Vậy bạn thấy ha, và cái phần báo giờ như thế này. Đây các bạn, cái này sẽ thấy khi tắt khóa mở khóa nhìn rất là đẹp mắt, cái hiệu ứng khi các bạn khởi động như này nè. Đó, sau khi các bạn xử lý phim màu lên, nhìn cái đồng hồ bạn nhìn rất là sang. Đó, thêm nhiều màu, thêm màu sắc, thêm lung linh, thêm rực rỡ các bạn ha. Thì cái phần đồng hồ màu hầu như những dòng xe thông dụng hiện nay đều xử lý được các bạn. Winner V1, Winner X, Vario, AB, NVX, Exciter, Rider, Sonic, SH, Vision. Vision thì sẽ là thay thế bên trong. Đó, rồi Vespa. Dòng xe AB đời trước vẫn làm được luôn nha các bạn. Đó các bạn. Nếu các bạn ở xa, các bạn có nhu cầu làm cái phần đồng hồ màu thì cứ tháo nguyên cụm đồng hồ và gửi lên cho shop. Shop làm hoàn chỉnh, gửi về các bạn chỉ việc kim dắt vô và sử dụng thôi. Thì tất cả mình xử lý là xử lý bên trong đồng hồ nha các bạn. Thì ngoài ra xe này có nâng cấp thêm smart key. Smart key Zin Honda và có luôn chiếc tăng chống cướp 2m. Nút này là nút của SH 300mi, nút tắt máy màu đỏ, Zin nó là màu đen nha các bạn. Việc thay nút này cũng đơn giản, tháo cái nút Zin ra, ghim cái nút màu đỏ vô, ghim dắt rồi xài thôi. Mọi chức năng vẫn như cũ, không gì hết. Đây là ổ khóa smart key Zin Honda. Và khi bạn lên nâng cấp ổ khóa smart key như thế này thì mình sẽ làm tặng kèm cho bạn luôn cái mạch điện sáng đèn ổ khóa. Smart key Zin trong hãng cũng có đèn là mặc định theo khóa nhưng không có chức năng sáng đèn khi mở điện xe. Mình xin nhắc lại, sáng đèn khi mở điện xe nha các bạn. Đó, mình khi các bạn nâng cấp thì ổ khóa smart key mình sẽ tặng kèm cái đó. Còn các bạn mua xe giống như là xe SH, xe Vision, xe Li, xe AB hoặc là xe Vigo, những xe có mắc cây sẵn nhưng mà chưa có đèn ổ khóa, mình vẫn nhận nâng cấp thêm cho các bạn. Đối với những xe ổ khóa lớn giống như SH lớn và SH More là remote 3 nút thì sẽ làm sáng đèn màu xanh dương như thế này. Còn với những xe sử dụng ổ khóa núm nhỏ remote 2 nút như là xe AB, xe Vision, xe Li, Vigo thì sẽ lắp cái mạch led ổ khóa sáng đèn là sáng những cái chữ trên cái mặt ổ khóa chứ không có cái vòng chung quanh ổ khóa. Cái vòng đèn chung quanh ổ khóa chỉ ổ lớn mới có cái vòng đèn chung quanh ổ khóa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử chức năng chống cướp cho bạn xem. Còn mắc cây thì các bạn nó quá thông dụng rồi ha. Một bộ mắc cây Zin Honda, những chức năng cơ bản như là tìm xe, chống trộm mà chống dắt xe. Tìm xe là các bạn đậu xe, các bạn nhấn cái nút trên cùng của remote là nút này. Còn cái này là cái bao bọc remote nha, được tặng kèm khi các bạn chọn nâng cấp mắc cây Zin Honda luôn. Tặng kèm thứ nhất mạch led sáng, mạch sáng đèn led ổ khóa thứ hai và cái bao remote, bọc remote như này bằng cao su để bảo vệ remote tránh bị rớt, chạy xước bể hay gì đó, nó làm mất thẩm mỹ cái ổ khóa, xin lỗi, mất thẩm mỹ cái remote của các bạn. Rồi chức năng tìm xe là như thế này các bạn, khi nhấn tìm xe thì xi nhan trước và xi nhan sau nó chớp ha. Do cái xe này, xe này cái đầu đèn tụi mình đang rút ra làm gương cầu nên ở ngoài trước bạn không thấy cái phần đó. Khi tìm xe thì xi nhan chớp và ổ khóa sáng đèn giúp cho việc tìm xe được dễ dàng hơn. Tìm xong các bạn cứ mở remote lên, các bạn bước lại gần trong phạm vi 2m thì các bạn mở điện xe như bình thường. Đó, những cái này là chức năng cơ bản rồi. Khóa cổ thì đánh tay lái qua, nhấn vô xoay ngược chiều kim đồng hồ là khóa cổ. Khóa cổ tay lái các bạn. Rồi chống dắt là nhau, chống dắt là cái nút giữa của remote. Đây. Nút mà có cái hình cái lo này các bạn. Đó, bật chống dắt thì khi bật chống dắt cái đèn sẽ chớp màu đỏ, báo biết là xe đang mở chế độ chống dắt. Đây các bạn ha. Đó, khi xe có sự chuyển động thì nó bật cảnh báo kêu như thế này. Đây là chức năng chống dắt. Muốn tắt chức năng chống dắt thì cứ nhấn nút giữa là tắt chống dắt. Còn chống chạm là sao? Là không có tín hiệu của remote, hoặc là remote mà đang ở gần nhưng mà đang tắt remote đi. Đây mình đang chuyển qua đèn màu đỏ trên remote là tắt sóng thì mình mở khóa không được. Cho dù có xây ổ khóa dùng cái lực mạnh xây được cái núm trên này thôi chứ không mở được điện xe. Hai các bạn, đó là ba chức năng cơ bản. Còn chống cướp là sao? Là đây. Để giờ mình nổ máy mình mở điện xe lên. Rồi, khởi động động cơ nữa bà ha.
Rồi lưu ý, nếu bạn chọn option có chống cướp 2m thì mình sẽ làm cho cái đèn trên ổ khóa nó chớp tắt như thế này. Lâu lâu nó chớp một cái cho nó lạ khác với bản zin. Bản zin không có chống cướp 2m thì cái đèn nó sáng luôn. Còn có chống cướp 2m mình làm cho nó chớp chớp như thế này ha. Rồi bây giờ mình cho tín hiệu cái remote rời xa xe. Cứ rời xa xe quá 2m. Đây các bạn. Có người đã cầm remote rời xa xe. Thì chống cướp bắt đầu làm việc, trước tiên là nó chớp xi nhan cái nè. À, khi mất tín hiệu remote nó sẽ chớp xi nhan. Rồi sau đó đó, bật cảnh báo, kêu kèn xe và nó tắt luôn động cơ xe các bạn ha. Nó sẽ tắt luôn động cơ xe đó. Chỉ khi nào có tín hiệu remote trở lại trong phạm vi 2m là tự động nó sẽ mở điện lên lại, sáng đèn ổ khóa lại và các bạn khởi động động cơ như bình thường. Đây là chức năng chống cướp 2m trên bộ Smart Key Zin Honda. Phải đúng hàng Zin Honda mới làm chống cướp 2m. Còn những hàng gời kết hợp với khóa Smart Key thì cái khoảng cách chống cướp đó sẽ phụ thuộc vào cái bộ chống trộm mà kèm theo. Chỉ có đúng hàng Zin Honda mới làm được chống cướp 2m các bạn ha. Hàng Zin Honda cái phân biệt dễ lắm các bạn. Nhìn trên cái IC remote có mã K01. Lấy một bộ Smart Key. Để mình lấy một bộ Smart Key mới ra cho bạn xem. Cái ổ luôn, ổ remote IC luôn. Một bộ trong hãng bán ra thị trường chỉ một remote thôi, duy nhất một remote. Đây các bạn. Đây là cái ổ khóa Smart Key, cầm cầm cái bàn. Đã ba ha. Đó, chưa lắp đặt lên xe như thế này. Rồi. IC. Mã phụ tùng K01. Đó các bạn. K0161 ha. Và cái remote. Đây lấy cái remote này. Remote nó sẽ có mặt sau nó có logo Honda như thế này. Và nó có phải có cái thẻ nhựa 9 chữ số như này mới đúng hàng Zin Honda. Đó. Đi kèm một bộ như thế này. Đó là cách phân biệt hàng Smart Key Zin Honda nha các bạn. Rồi. Các bạn muốn đẹp cái ổ khóa hơn thì các bạn thay núm nhôm. Lên cái ổ nào có thay núm nhôm rồi á. Lấy cho. Núm Zin trên ổ khóa là núm nhựa đen như thế này. Đó, núm Zin ha, nhựa đen. Các bạn muốn ổ khóa mình đẹp mắt hơn các bạn thay núm nhôm như thế này nè. Đó, núm nhôm. Nó sẽ có nhiều mẫu, nhiều màu cho bạn chọn. Màu trắng, màu vàng như thế này, màu xanh dương, xanh lá, màu đỏ. Màu titan, màu titan là cái màu cũng là màu sậm hơn nhưng mà không có màu đen. Đó. Các bạn muốn ổ khóa mình đẹp hơn thì cứ việc thay núm nhôm như thế này các bạn ha. Còn xe Zin trong hãng, các bạn mua xe nó có ổ khóa Smart Key rồi thì các bạn nâng cấp chống cướp 2m vẫn được. Các bạn thay núm nhôm thì ổ khóa vẫn được luôn. Cho dù là cái ổ khóa của bạn là ổ lớn hay ổ nhỏ, remote 3 nút hay 2 nút gì đó. Rồi. Cái đợi cái xe này sẽ hoàn chỉnh phần gương cầu, mình sẽ làm thêm một cái video cho bạn xem cái phần gương cầu đó. Bây giờ mình làm trước cái video thứ nhất là sáng đèn, thứ nhất là đèn đồng hồ phim màu, đồng hồ kim đèn, và thứ hai là ổ khóa Smart Key bản Zin Honda có lượng chức năng chống cướp 2m. Xe này có rất nhiều sản phẩm LED OLED trước, LED OLED sau, tem đèn, LED logo mặt nạ, LED logo hai cánh bẩn, tăng sáng đèn. Đó, những option đèn điện dành cho xe này. Lắp định vị luôn. Nếu bạn có nhu cầu lắp định vị, cứ tham khảo những video tại Facebook, YouTube. Và thời gian làm việc của shop là 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối nha bạn. Mọi thắc mắc, báo giá vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại trên video hoặc liên hệ qua Facebook, Zalo, số điện thoại trên video luôn. Trên video chỉ để mẫu các bạn tham khảo, không có báo giá trên video. Nên các bạn đừng comment là sao không thấy giá trong video. Mình chỉ để video tham khảo mẫu thôi. Rồi video đây xin kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào các bạn.